Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube về fitness và lifestyle của Xin Phạm. Sau 2 tháng hè rất nhiều nỗ lực để siết cân cùng các bài tập HIIT cardio và các buổi tập toàn thân, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ở đây để đánh giá xem kết quả ra sao nha. Và để đánh giá kết quả luyện tập của mình trong thời gian vừa rồi thật là khách quan, thì hôm nay mình đang có mặt ở đây cùng với cả anh Huy đến từ Small Gym. Và mọi người hãy xem đến hết video nha, tại vì cuối video chúng ta sẽ có một màn posing physics update rất là thú vị đấy. Xin chào bạn, mình là Huy, huấn luyện viên của Small Gym. Và rất may mắn chúng ta lại có mặt gặp nhau ở đây, gặp nhau tại kênh YouTube của Xin Phạm. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một buổi thứ nhất là check form. Thứ hai thì chúng ta cũng sẽ đầu tiên chúng ta sẽ cần phải đánh giá qua một chút về sức khỏe, bởi vì anh nghe nói là Xin cũng vừa có bảng cập nhật xét nghiệm máu. Đấy thì chắc là chúng ta sẽ đánh giá một chút và có thể xử lý lại các cái vấn đề về sức khỏe và có một số những cái thay đổi trong diet. Sau đấy thì chúng ta sẽ check condition xem đã đủ khô tận xương chưa nhá. Thể chất đúng không? Ừ. Ok. Ok, thì hiện tại mình đang có trên máy tính của mình đây là kết quả xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu của Xin vào ngày bao nhiêu đây? Ngày 24 tháng 6, cách đây mấy ngày. Đấy thì ở đây chúng ta có công thức máu thì bình thường. Có tỷ lệ bạch cầu trung tính đang hơi thấp một tí. Cái này tôi để bác sĩ xử lý. Ngoài ra chúng ta có một số các chỉ số sinh hóa. Thì ở đây mình có là ure máu. Ure máu thì nó sẽ đánh giá về cái chức năng của thận. Đấy, chức năng chuyển hóa đúng không? Ừ, chức năng chuyển hóa của thận. Thì có thể là cái này là nó cũng hơi cao hơn một chút so với mức an toàn thôi. Cái này thì chắc là do ăn hơi nhiều protein. Đấy. Thì cũng rõ ràng mà đợt vừa rồi mình ăn high protein gì. Ừ, high protein. Đấy, thì cái này thì chắc là sau phơi này chúng ta sẽ phải giảm đi. Thì thực tế là kể cả trong cái việc dinh dưỡng thì chúng ta cũng sẽ phải tăng cái mức lên dần dần để cho các cái cơ thể nội tạng của chúng ta nó thích nghi làm việc được. Khối lượng cũng phải loát lên, progressive overload giống như tập tạ vậy. Thì cái việc của chúng ta tăng đột ngột một lượng lớn protein cũng có thể gây tăng áp lên thận. Nhưng mà ở đây thì anh thấy là có một số chức năng khác để mình đánh giá sức khỏe của thận. Nó là điện giải đồ, thứ hai là chỉ số lọc cầu thận thì nó bình thường. Nên là khả năng là thận vẫn gánh được. Có chỉ mình tăng đột ngột trong khoảng tầm 3 tuần làm cho nó hơi quá tải một tí. Thì ở đây có cái gì lo lắng không? Thực ra với cái chỉ số này em cũng đi tham khảo qua một chút. Thì có mấy ông anh cũng đi thử máu. Nhưng mà bảo là số này của em vẫn còn bình thường lắm, của mấy ông ấy còn cấp 3 của em cơ. Ui. Ôi, nói chung là chúng ta không thể lấy các trường hợp khác ra để dạy cho bản thân mình được. Nó đã đỏ là nó cũng chúng ta đã cần phải tìm cách để xử lý rồi. Đấy. Thì ở đây là chắc anh sẽ sử dụng cho em một số các cái thực phẩm bổ sung hỗ trợ. Mình cũng không cần chưa cần thiết phải sử dụng đến thuốc. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ có một số cách hỗ trợ để tăng các cái chức năng của các cái nội tạng này. Có thể sử dụng thêm một ít tuca, một ít nát. Đấy, gan thận làm việc tốt hơn. À mà thế mới thấy là uống whey quan trọng hơn đúng không? Cũng khá là quan trọng, tại vì nó sẽ hạn chế được những cái trường hợp mà mình ăn quá nhiều thịt. Tại vì thì chính ra là ăn nhiều đạm mà đến từ thịt, cá, trứng, sữa ấy, nó còn nhiều tạp chất khác nữa chứ không phải là mỗi protein. Thế là whey là một cái gì đấy cũng khá là an toàn. Nên là có thể highlight và nốt cho mọi người đây. Khả năng hấp thụ, các bạn hấp thụ được trọn vẹn nhất. Thứ hai thì nó không phải chuyển đổi quá nhiều, có nghĩa là nó sẽ không gây áp lực nhiều bằng một lượng protein đấy đến từ các loại thịt. Hay là kể cả chúng ta đánh giá về đạm của cả thực vật cũng vẫn có thể gây áp lực lên cơ thể như bình thường. Đấy, được rồi. Ở đây thì lipid profile thì anh thấy là cũng hơi cao, thì chắc là chúng ta sẽ phải giảm, thứ nhất là trên sàn, thứ hai là giảm tổng lượng mỡ chúng ta nạp vào. Nhưng mà ngoài ra thì có một điểm nhấn, đó là HDL, là cholesterol, chúng ta có thể coi nó là tốt, thì nó vẫn đang ở mức khá là ổn. Cái này thì chắc là do sử dụng omega 3. Đấy, thì anh nghĩ là mức omega 3 mình vẫn sẽ phải giữ để nó đảm bảo được mức HDL này. Còn LDL thì chắc là LDL và cholesterol chúng ta sẽ phải giảm bớt chất béo đi. Được rồi, ngoài ra ở đây có một điểm cực kỳ là đặc biệt, đó là ở mục nội tiết tố thì chúng ta có là chúng ta đã bị crash T3. T3 thì là một hormone để đánh giá về cái chức năng chuyển hóa của cơ thể. Có nghĩa là các bạn cứ hiểu là nếu mà chỉ số về hormone tuyến giáp của chúng ta thấp thì các cái hoạt động hàng ngày của chúng ta sẽ tốn ít calo hơn. Nó giống như là một việc, ví dụ như là bình thường anh nói chuyện như này anh sẽ dùng vung tay vung chân các kiểu,
Nhưng mà khi mà tuyến giáp của chúng ta thấp đi, nó sẽ bị viện ra ngoài là các bạn sẽ ít nói hơn. Các bạn các cái hoạt động mà thêm thắt của cơ thể, ví dụ như là đưa tay, đưa chân, vung tay, minh họa cho cái hành động của mình nó cũng sẽ ít đi. Hoặc là mọi người kiểu di chuyển nó chậm chạp hơn, nói chuyện nó có thể mọi người cảm thấy như là nói chung là cơ thể nó vào cái chế độ tiết kiệm năng lượng đúng không? Đúng rồi, tiết kiệm năng lượng hơn, mọi người trầm tính hơn, đấy, cảm giác trưởng thành hơn chẳng hạn. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có 4 chỉ số cho nội tiết tố của tuyến giáp. Thì chúng ta có T3, FT4 và TSS. Thì ở trong này thì chúng ta có tỷ số T3 là cái đang thấp, là cái cuối cùng mà chúng ta cần. Nó đang ở dưới mức an toàn. Nhưng mà ngược lại chúng ta đang có FT4 và TSS thì là nó hoàn toàn bình thường. Và không những thế thì TSS của chúng ta còn khá cao, 19.3 trên tổng lượng tối đa là 22 pmol trên lít. Đấy thì cái này nó là vấn đề về chuyển đổi thôi. Có nghĩa là FT4 của em không chuyển đổi thành T3 được, do có một số các cái vấn đề. Nó ví dụ như là chúng ta ăn ít iốt cũng là một trong những cái đặc điểm mà nó có thể ảnh hưởng đến cái việc chuyển đổi giữa hai cái thằng này. Thì ở trong lịch ăn thì anh cũng có nốt cho mọi người là cố gắng duy trì khoảng 5g muối. Nhưng mà sau khi mà nhận được cái bảng thông báo máu này thì anh cũng có hỏi, thì bảo là muối của các em không có iốt. Thực ra với cả là trong cái thời gian mà ăn uống này mình ăn rất là nhiều thịt luộc, không cho nhiều gia vị lắm. Okay. Tại vì nếu mà ăn đồ mà có gia vị thì nhanh ngấy. Cảm giác em thấy trong cái đợt vừa rồi em ăn thịt luộc dễ nhất, thì em toàn ăn thịt luộc thôi. Ăn rất là trơn luôn thì ăn thấy được nhiều. Thì có thể là vì thế mà muối nó cũng chưa đủ nhiều cho lắm. Đấy thì cơ bản thì lời khuyên của anh là chúng ta sẽ tăng lượng muối lên một chút. Khoảng là tổng một ngày khoảng tầm 7g. Và muối thì phải là muối iốt nha, không muối hồng hay là muối biển biếc gì đâu. Chúng ta hãy tập trung vào iốt. Ngoài ra thì chắc sẽ phải đẩy thêm một chất nữa để có thể tăng cái khả năng chuyển đổi này, nó là selenium. Đấy thì các bạn có thể kiểm tra tham khảo một chút về selenium. Thì cái liều trung bình của nó đâu đấy khoảng 200mg. Thì với trường hợp cấp bách như thế này chắc là chúng ta sẽ chơi về cái liều gấp đôi. Anh nghĩ là đi trong khoảng tầm 2 tuần 400mg selenium mỗi ngày trong khoảng 2 tuần. Và sau đấy thì có thể giảm liều xuống, hoặc là để an toàn nhất thì chúng ta sẽ kiểm tra lại. Cái kiểm tra của tuyến giáp này thì cũng khá rẻ, không giống như là hormone nam. Đấy thì mình cũng có thể đánh giá. Thì cái tuyến giáp thấp này, mọi người không những về cái việc mà giảm trao đổi chất, mà nó còn làm chúng ta giảm cái tốc độ giảm mỡ. Đấy thì nếu mà xin muốn khô tiếp thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải xử lý cái trường hợp này. Còn lại các cái yếu tố khác, nó ví dụ như là testosterone hay là cortisol, để đánh giá về cái mức stress của cơ thể thì anh thấy là nó bình thường, không có vấn đề gì cả. Testosterone còn đẹp luôn đúng không? Testosterone của một người 29 tuổi như này là anh nghĩ là vẫn còn đang đỉnh của dậy thì đấy. Đấy, bây giờ bắt đầu dậy thì mà. Được rồi, về cơ bản như này thì có mỗi chỉ số T3 là anh đánh giá thôi. Còn sau đấy thì chúng ta sẽ chắc phải chuyển đổi macro một chút, đẩy carb lên cho... À, một vấn đề nữa, việc chúng ta ăn low carb thời gian dài, lượng carb thấp, insulin thấp, làm cho chúng ta tích điện giải. Cơ thể nó không tích tụ điện giải, nó đào thải ra ngoài rất nhiều. Thì ngược lại thì chúng ta cũng biết là muối iốt mà, điện giải của chúng ta đi đào thải ra ngoài thì cái lượng iốt nó cũng sẽ không được giữ lại nhiều lắm. Thì đây cũng có thể là một trong những cái nguyên nhân mà ảnh hưởng đến cái tuyến giáp của sim. Đấy thì chắc là chúng ta sẽ phải đẩy macro, thay đổi macro, tăng cái lượng carb lên và giảm lượng protein xuống. Thì như vậy thì vừa giảm áp lực cho các cái nội tạng của cơ thể, gan thận, và vừa đẩy cái nội tiết tố lên. Ok, em xin một câu hỏi. Em thì tạm thời chưa có câu hỏi gì. Chủ yếu đây là chúng ta sẽ làm việc với dinh dưỡng rồi đúng không? Ok, thì lúc nãy chúng ta vừa đánh giá tổng thể. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các phần chi tiết bằng cái việc sử dụng 4 pose cho liên đoàn mà mình hoặc là Giang vẫn hay thực hành, sử dụng và thi đấu. Thì bây giờ chúng ta sẽ có pose đầu tiên, pose mặt trước cho anh nhé. Rồi, pose này thì chúng ta sẽ đánh giá nhóm cơ thẳng bụng, ngực, tay vai và nhất là phần vitep của phần cơ xô. Thì ở điểm này mình sẽ đánh giá về cái tỷ lệ mỡ ở phần bụng dưới. Thì xin mình với các bạn fan lâu năm thì biết là xin có 8 múi. Và đây thì chúng ta nhìn thấy là mới rõ được có 6 múi. Đấy. Vậy nên những tỷ lệ mỡ thấp hơn thì chúng ta sẽ có thêm những cái khía của hai bên này và các cái phần tách của cơ liên sườn. Đấy. Thì đây cũng sẽ là một trong những điểm phải xử lý. Ngoài ra thì cái phần tay vai nó chưa khô lắm, nó vẫn phải tách hơn.
Rồi, xoay. Rồi, mình rất thích các cái pull của liên đoàn bởi vì là nó sẽ fold ra những điểm mạnh, điểm yếu và kể cả cái việc có mất cân bằng giữa hai bên. Thì ở cái phần bên này của scene mình sẽ thấy là cái phần liên sườn nó chưa rõ nét lắm. Đấy, thì tay vai, ở điểm này nó đã thấy nó hơi tách hơn rồi. Phần ngực cũng khá là ok. Đấy, phần cơ thẳng bụng nhìn cũng rất rõ. Nhưng mà đây phần liên sườn và đây cũng là phần mỡ eo một chút nữa. Đấy, thì đây cũng là điểm đánh giá là chúng ta sẽ nốt lại ở phần bên trái nhá. Rồi, xoay mặt lưng nào. Mặt lưng thì hôm nãy mình cũng vừa giới thiệu với mọi người rồi. Đó là cái điểm với con đỉa và cái cây thông. Ngoài ra chúng ta còn có một điểm nữa, đó là hai cái mắt. Hai cái mắt thì mọi người sẽ nhìn thấy ở đây. Cái phần mắt này nó chính là cái phần cơ tròn lớn. Còn ở bên dưới của chúng ta đây là phần cơ lát, cơ xô. Đấy. Thì phần cơ tròn lớn và phần cơ xô khi mà mọi người đủ khô thì sẽ thấy là nó sẽ tách ra và nó sẽ tạo một cái mắt ở điểm này. Cái cơ xô đây nó sẽ bám vào cánh tay, cơ tròn lớn thì nó sẽ bám ở cái phần xương bả vai của chúng ta. Đấy, thì đây nó cũng sẽ là một cái điểm để đánh giá về tỷ lệ mỡ. Nhưng mà như này thì mặt lưng của Sin khá là ok đấy, rất là cân bằng. Được rồi, xoay nốt cho anh bên kia nào. Và chúng ta sẽ có cái điểm so sánh trái phải để mọi người có thể hình dung được một phần thi đấu sẽ như nào. Phần liên sườn bên phải rất tốt. Khi mà so sánh với, chắc là mình sẽ để cái ảnh của bên trái ở đây để mọi người tiện so sánh. Ngoài ra thì có một điểm nữa khi chúng ta đánh giá về cái lượng mỡ của các cái phần eo, thì đó là cái chỗ tách của cái phần cơ liên sườn của chúng ta với cái phần thân dưới, phần hông. Thì khi mà tỷ lệ mỡ thấp, nó sẽ tạo thành một cái vết cắt nhỏ ở đây. Thì cái vết cắt này nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác như là cái phần cơ liên sườn của chúng ta nó rơi ra ngoài vậy. Thì đây cũng là một cái điểm. Và ở đây thì mọi người cũng sẽ nhìn thấy là nó chưa đủ tách ra so với phần thân dưới. Thế nên thì chúng ta sẽ phải cố gắng hơn ở trong các cái phần sau. Ok. Vậy thì qua màn đánh giá vừa rồi, anh có thể cho em được cái bức tranh tổng quan là em đang được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi không? Ok, thì hiện tại chúng ta cũng đang ở mức khoảng tầm 8 đến 9 tuần rồi đúng không? Thì mới có 7 tuần thôi. Ủa thế thì câu chuyện lại là rất là khả quan hơn rất nhiều. Đấy, thì với 7 tuần này thì anh nghĩ là chúng ta đã đạt được khoảng tầm 70% rồi. Và với cái sức khỏe hiện tại thì nó chỉ cần thay đổi một chút thôi là chúng ta lại có thể tiếp tục cái công cuộc giảm mỡ. Đâu đấy thì cân nặng của Sin ngay từ khi ban đầu đến giờ cũng không di chuyển quá nhiều đúng không? Chắc tầm 2 cân. Yeah. Cũng tương đối đấy, từ 67 xuống rồi 63 rưỡi đúng không? 67, 63, tiết đi khoảng 3 cân rưỡi. Thì nó cũng không di chuyển quá nhiều và anh cảm thấy là người có vẻ mình còn dày hơn so với cả trước đó. Thì đây nó cũng là một dấu hiệu. Ngoài ra thì với cái lượng cáp lớn hơn thì anh nghĩ là cái việc tập luyện nó cũng sẽ tăng trưởng. Và có khi là chúng ta sẽ còn xây thêm được một ít cơ ngay trong cái giai đoạn mà nước rút này. Đấy thì mong rằng sẽ có một cái kết quả tốt hơn và chúng ta sẽ update trong khoảng 3 tuần nữa. Khoảng tầm 3 tuần nữa nhé. Ok, 3 tuần nữa nhé. Và cảm ơn anh Huy rất là nhiều vì những đánh giá khách quan vừa rồi. Hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ còn thấy được nhiều thay đổi hơn nữa của mình. Và để không bỏ lỡ những điều thay đổi đấy thì các bạn đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo.